Hiện nay ngày 17 tháng 12 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày và đêm nay 17 tháng 12 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7 cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi 24 giờ tới, trong đất liền nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa mưa rào trời lạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, chiều tối mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 đến 23 độ C. Vùng biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 8 km trong mưa gió bắc đến Đồng bắc cấp 5 giật cấp 6, biển động Nhà, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Từ chiều tối nay ngày 17 tháng 12, gió ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động.